Nhanh để giới thiệu cho anh em cái chương trình khuyến mãi trên website của Thích Tự Làm, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mua hàng luôn. Thì trên website Thích Tự Làm đang có hai cái chương trình khuyến mãi hậu crossover của Total. Một là cái chương trình giảm giá 5% của hàng Total, và hai là cái chương trình giảm giá 10% hàng của Inco. Thì hai cái hiệu này anh em có thể sử dụng chung với nhau nên rất là tiện ha. Thì cái chương trình của Inco thì nó sẽ giảm sâu hơn, nên là mình sẽ giới thiệu trước cho anh em xem. Thì cụ thể là Inco sẽ có khoảng đâu đó 20 đến 30 mã giảm giá đến 10%. Thì những anh em nào mà thấy có cái sản phẩm nào nó phù hợp với cái nhu cầu của mình thì mình có thể đặt hàng ha. Thì ở đây mình thấy có một số sản phẩm hấp dẫn, chẳng hạn như là cái máy laser cân mực 2 tia của thương hiệu Inco này. Rất là rẻ luôn và rất là dễ xài. Anh em mua thì chỉ cần theo vào giỏ hàng và chúng ta đặt hàng thôi. Nếu mà chúng ta xác định chỉ mua sản phẩm này thì chúng ta mua ngay, và ở đây mình cũng có cái hình thức trả góp đã được tích hợp sẵn trên web. Anh em nào mua hàng thanh toán bằng những cái cách như là trả góp hệ tín dụng, trả góp qua Fundin hay là bất cứ hình thức thanh toán nào, trừ cái việc là COD, thì những cái hàng giá trị cao mình có tiếp COD nhận hàng trả tiền thôi, còn những cái hình thức khác thì mình đều có ha. Rồi ở đây thì anh em có thể tranh thủ mua cái máy rửa xe cũng đang được sale rất là tốt, hoặc là cái máy cắt nhôm. Anh em biết đây là cái chương trình khuyến mãi của hãng Inco trước khi mà hãng nó tiếp tục tăng giá. Đây là những sản phẩm tồn kho, thì khi anh em biết người ta giảm giá thì sẽ có những cái lý do là thường á là hàng tồn lâu, hai là người ta đang muốn giải phóng cái kho để nhập cái hàng mới đó. Và khi mà cái hàng mới thì đương nhiên thì giá nó cũng sẽ có giá mới luôn. Thì cái sản phẩm này mình thấy rất là ok, với mức giá hiện tại chỉ còn có 5.003.000 đồng thôi. Và nếu anh em trả góp trả trước có 1.967.000 và cho cái máy cưa trục trượt. Anh em nào cần cái nhu cầu giá bình dân thì chúng ta mua. Một cái sản phẩm nữa mình nghĩ anh em cũng rất là nên mua, đó là cái bộ tiếp này. Cái bộ tiếp này thì anh em thấy nó chỉ có 1.011.150 đồng, siêu rẻ luôn. Giá anh em mua ở bên Thích Tự Làm nó sẽ rẻ như là anh em mua trên sàn, nhưng mà cái điều khác biệt khi mà mua hàng ở Thích Tự Làm so với mua hàng trên sàn là khi chúng ta mua xong, cái việc đổi trả hay là bảo hành hay tất cả những vấn đề khác đều rất là tiện, rất là tiện. Và khi chúng ta mua trên sàn, chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro là nhiều khi bảo hành hay là nó rất là khó khăn. Thì đây, cái máy khoan pin này cũng là một trong những cái máy mà mình thấy giá rất là tốt, chỉ có 1.207.800 đồng thôi là chúng ta mua được một máy, hai cục pin và một cục sạc luôn. Đây là hình sản phẩm nè. Cái mã số 2 đó là có hai pin đó mọi người ha. Thì con này nó không có búa đâu, kẹp là 10 ly. Hoặc là cái máy khoan này luôn có búa luôn, là nó sẽ mắc hơn một chút, là 1.251.000 đồng. Giá bình thường của nó là 1.390.000, và hôm nay giảm cho anh em tới 10% đến 139.000, và chúng ta còn được hỗ trợ thêm phần trả góp này nữa. Thì tổng đâu đó anh em sẽ được giảm cho nó khoảng 15% so với bình thường chúng ta mua. Vì vậy nếu anh em đang có nhu cầu mua sản phẩm Inco khuyến mãi thì hãy vô website thichtulam.com. Ngoài ra cái chương trình khuyến mãi thương hiệu Total thì ở đây 100% sản phẩm Total đều sẽ được giảm giá là 5%, áp dụng cho máy pin, máy điện và cả công cụ luôn. Đó là anh em thấy cái nào mình cần phù hợp với cái nhu cầu của mình thì mình mua. Và anh em lưu ý là sau khi giảm giá bên mình vẫn hỗ trợ phí trả góp miễn phí lãi suất cho anh em luôn. Nên là anh em cứ yên tâm mà mua ha. Chẳng hạn như cái con chưa lọng dòng nè, máy hút bụi nè, hay cái bàn, cái thùng đồ nghề nè, cái máy làm vườn nè, rất là nhiều, tới 53 trang lận nha mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video này, và hy vọng là chúng ta hãy vào website của Thích Tự Làm để tham khảo và đặt hàng trên website luôn nha. Bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ mình sau khi anh em đặt hàng xong. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.